Con kiến này lắc lư cái mông to bự bò lên trên cổ của cậu bé Peo, bỗng nó dừng lại cắn một cái. Peo đập mạnh vào con kiến, nhưng kỳ lạ là cậu dùng sức như thế mà con kiến vẫn không chết, thậm chí còn không hề bị thương. Lúc này nọc độc của con kiến đã xâm nhập vào người của cậu, cậu bé cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, sau đó ngã lăn ra đất. Lúc cậu bé tỉnh lại thì trời đã tối rồi, cậu về đến nhà không ăn uống gì cả, đi vào phòng nằm lăn trên giường ngủ. Nửa đêm cậu cảm thấy đói, cậu ăn lấy ăn để, ăn hết tất cả những đồ ngọt ở trong nhà. Sáng ngày hôm sau vỏ kẹo đầy đất, những viên kẹo rơi vãi khắp nơi, nhà cửa bề bộn. Điều kỳ lạ hơn là lúc ăn sáng, tay cậu đột nhiên bị dính vào hộp sữa không thể nào lấy ra được. Cậu đổi sang tay khác nhưng vẫn bị dính chặt vào tay, cậu chỉ có thể nhờ bố mình giúp đỡ. Cậu đưa tay ra định uống nước ép, nhưng khi cậu mới cầm nhẹ chiếc cốc thì ôi trời, chiếc cốc bị bóp vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh nhỏ. Bố của cậu nhìn cậu vô cùng kinh ngạc, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Peo đến trường, cậu kéo nắm cửa nhưng đột nhiên nắm cửa bị rớt ra. Winhell thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Trong tiết thể dục thầy dạy đánh tay đôi, thầy thể dục cố ý chọn Peo bởi vì cậu thấp nhất và nhìn có vẻ yếu ớt nhất. Như vậy mới có thể bộc lộ rõ sự tài giỏi của thầy giáo. Thầy cầm lấy cây gậy, một cú đẩy đã khiến cho Peo bay ra xa. Peo đứng dậy đi vào giữa, thầy giáo lập tức đánh hết bên trái sang bên phải, đánh đến mức Peo không thể nào đánh lại được. Thầy đánh vào lưng của Peo một cú thật mạnh, cậu bị đánh ngã lăn ra đất, thầy còn châm chọc cậu nhóc con yếu quá. Sau đó năng lực của hiệp sĩ kiến trong người của Peo chuẩn bị bộc phát. Thầy giáo bắt nạt học sinh, nhưng thầy ấy không hề biết là học sinh của mình bị kiến cắn, cậu đã có năng lực của người kiến. Cậu có thể kéo gãy tay cầm cửa, chỉ dùng nước tiểu đã khiến bồn cầu vỡ vụn, cắn rách một cuốn sách, thậm chí còn có thể lật ngửa xe hơi. Màn đấu tay đôi bắt đầu, thầy giáo tấn công trước, dùng gậy đánh vào đầu Peo, cậu cong người nhẹ nhàng tránh được. Thầy đánh dưới chân của Peo, cậu nhảy lên lại tránh được đòn. Thầy giơ gậy lên đập thẳng đầu của cậu nhưng bị cậu giơ gậy lên chặn lại. Thầy giáo cắn răng dùng hết sức nhưng khuôn mặt của Peo vẫn rất thoải mái. Thầy vô cùng kinh ngạc, ôi đệt, thằng nhóc này đang hách à? Thầy giáo cầm gậy lại đánh về phía đầu Peo và cậu vẫn nhẹ nhàng tránh được. Peo bắt đầu đánh trả, cú nào cũng chí mạng, cậu thúc vào bụng của thầy một cái, thầy bay ra cả chục mét, thầy không dám bắt nạt Peo nữa. Lúc này Peo cũng bắt đầu nhận ra mình đang có siêu năng lực, tất cả chuyện này đều bị Winhell nhìn thấy. Sau khi tan học, Winhell tìm gặp Peo. Winhell là một người rất thần tượng siêu anh hùng. Cậu khuyên Peo trở thành một siêu anh hùng nhưng Peo không hứng thú với chuyện đó. Lúc này sau lưng Peo lạnh ngắt, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông què cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hung hãn của người đàn ông khiến cho Peo có chút hoảng sợ. Winhell khuyên Peo trở thành siêu anh hùng, nếu như vậy Peo sẽ được rất nhiều người yêu quý, cậu cũng rất hào hứng. Hóa ra ở trên lớp Peo là một người không nổi trội. Peo quyết định phối hợp với Winhell thử khám phá siêu năng lực của chính mình. Winhell tìm kiếm tài liệu phát hiện con kiến nhỏ bé lại có năng lực vô cùng kinh khủng. Chúng có sức cắn rất mạnh, Peo chỉ cắn nhẹ đã rách một cuốn sách dày. Khứu giác vô cùng nhạy bén, cho dù ở khoảng cách xa cũng có thể ngửi thấy đó là thứ gì. Hơn nữa kiến còn có sức mạnh vô địch, chỉ một đòn nhẹ đã có thể lật bay chiếc xe hơi. Điều thần kỳ hơn nữa chính là nước tiểu của Peo có thể ăn mòn cả bồn vệ sinh. Dựa vào siêu năng lực của Peo, Winhell đã chế tạo ra bộ trang phục đặc trưng cho Peo và đặt tên cho cậu là hiệp sĩ kiến. Hai đứa trẻ phát hiện ra một tên trộm ở bãi đỗ xe của siêu thị, Peo cởi áo ra để lộ ra bộ đồ chiến đấu của mình, cậu xông lên chuẩn bị hành hiệp trượng nghĩa. Tên trộm nhìn thấy cậu là một đứa trẻ thì cười khinh bỉ, sau đó tiến gần đến chỗ Peo. Đây là lần đầu tiên Peo làm anh hùng nên trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Tên trộm bước gần tới còn Peo thì liên tục lùi sau, cậu bị ép đến vách tường không còn đường lui nữa. Cậu đột nhiên dùng tay không bò lên trên tường, tên trộm thấy vậy trợn mắt há mồm. Hắn quay người bỏ chạy nhưng bị Peo nhào đến xô ngã nằm bẹp trên mặt đất, tên trộm bị bắt. Nhưng hiệp sĩ kiến không phải không có điểm yếu, nếu cơ thể thiếu đường thì Peo không thể sử dụng được siêu năng lực. Winhell chuẩn bị cho Peo một chiếc thắt lưng bổ sung đường. Hiệp sĩ kiến trở thành siêu anh hùng mới, những học sinh cá biệt trong trường bị treo ngược trên cây cột điện. Cứu sống cô bé trong cơn hỏa hoạn, những bài viết về cậu trải dài trên khắp các mặt báo, mọi người đều tò mò rốt cuộc hiệp sĩ kiến là ai. Cô bé Aida học cùng lớp với Peo và được cậu đem lòng yêu mến, cũng vô cùng sùng bái hiệp sĩ kiến. Hôm đó Aida gặp chuyện ngoài ý muốn, một người bọ chét cũng có siêu năng lực giống Peo xuất hiện ở trong phòng của Aida. Dáng vẻ của hắn ta vô cùng xấu xí, khiến Aida sợ hết hồn không biết làm sao, chỉ có thể hét lớn. Em gái của Aida nghe thấy tiếng hét vội chạy đến, chỉ thấy quái vật đó ôm chị gái mình bay đi mất, chỉ sót lại chiếc dây chuyền của Aida. Ngày hôm sau khi Peo đang học bài thì nghe thấy có người cầu cứu, có người bị treo trên sân thượng của trường học. Thấy người đó sắp bị rơi xuống, Peo biến thành hiệp sĩ kiến bò lên trên sân thượng cứu người đó xuống. Nhưng không ngờ đây lại là một người nộm. Hóa ra chuyện này là do em gái của Aida muốn dụ hiệp sĩ kiến xuất hiện để nhờ cậu cứu chị mình. Em gái Aida cho Peo xem video chị gái của mình bị bắt cóc, tên bắt cóc đòi 2 triệu tiền chuộc nếu không sẽ giết con tin. Bọn họ đến tìm Winhell bằng cách cứu người, sợi dây chuyền mà Aida đánh rơi trở thành manh mối để tìm kiếm cô. Hiệp sĩ kiến dùng khứu giác nhạy bén, dựa vào mùi hương trên sợi dây chuyền của Aida tìm đến một căn nhà cũ kỹ. Đây chính là nơi Peo bị kiến cắn, cậu muốn vào trong nhà cứu người nhưng cửa đã bị khóa. Peo đành dùng nước tiểu để ăn mòn ổ khóa, trong căn nhà này là một phòng thí nghiệm nuôi dưỡng các loại côn trùng. Aida bị nhốt ở trong chiếc lồng bằng thủy tinh, Peo đang định cứu người thì người bọ chét xuất hiện phía sau lưng cậu. Peo bị sợ lùi về sau vài bước, sau đó cậu cũng bị nhốt vào trong lồng. Hóa ra người bọ chét này cũng là một người đột biến, hắn vốn là một nhà sinh vật học.
Con kiến khiến người ta đột biến đã cắn Peo cũng do hắn nghiên cứu ra. Hắn phát hiện trên cơ thể loài kiến đặc biệt này có một kháng thể vô cùng thần kỳ. Nó có thể khiến người mắc bệnh nặng cải tử hồi sinh. Hắn muốn dùng nọc độc của kiến để điều trị cho người mẹ bị mắc bệnh ung thư của hắn. Sau khi dùng thuốc xong, tình hình bệnh của mẹ hắn tốt lên rất nhiều, nhưng công ty lại ép buộc cắt giảm chi phí nghiên cứu. Người bọn chết bắt cóc Aida là vì bố của Aida là giám đốc của công ty. Không có chi phí để nghiên cứu, công việc nghiên cứu bị ép phải ngừng lại, mẹ của hắn cũng qua đời vì bệnh, nhưng bố của Aida lại nói với hắn là hắn đang nghiên cứu thứ vớ vẩn gì vậy, còn nói hắn giống như một con bọ chét khiến người khác cảm thấy ghê tởm, rồi còn đuổi hắn ra khỏi công ty. Hắn ta quyết định báo thù, hắn phải khiến cho ông chủ cảm thấy đau khổ, không phải ông ghét bọ chét sao, vậy tôi sẽ trở thành bọ chét. Hắn nghiên cứu gen của bọ chét sau đó tiêm chúng vào trong cơ thể của mình, gen của bọ chét đã chữa lành cái chân què của hắn, còn khiến hắn có được đôi chân khỏe mạnh hơn trước cả trăm lần. Nhưng cái giá mà hắn phải trả chính là hắn phải uống máu mới có thể duy trì siêu năng lực của mình. Điều khiến cho Peo ngạc nhiên là người bọ chét có thể nói ra chính xác nguyên nhân tại sao cậu lại trở thành hiệp sĩ kiến, thậm chí còn nói ra thân phận thật sự của Peo. Hắn còn không quên sát muối vào vết thương của Peo. Người bọ chét nói với cậu rằng người Aida thích là hiệp sĩ kiến chứ không phải là Peo. Winhell làm bạn với cậu cũng chỉ vì cậu có siêu năng lực. Nếu cậu không có siêu năng lực thì cậu chẳng là gì cả. Chiến thuật đánh đòn tâm lý của người bọ chét đã phát huy tác dụng với Peo. Cậu lập tức cảm thấy nghi ngờ bản thân. Lúc này tiếng còi cảnh sát ở bên ngoài truyền đến, người bọ chét nhún một cái liền biến mất trước mắt của cả đám người. Lần này gặp thất bại khiến cho Peo bị đả kích, cậu quyết định không làm hiệp sĩ kiến giải cứu thế giới nữa. Nhưng người bọ chét vẫn không chịu buông tha cho cậu, hắn ra tay trước tấn công vào trường học. Peo và các bạn cùng nhau đi trốn, Winhell cầm lấy hai bình xịt côn trùng, đội mũ của hiệp sĩ kiến định đối phó với người bọ chét. Nhưng sao cậu có thể đánh lại được người bọ chét, ngược lại cậu bị hắn bắt làm con tin để đe dọa Peo. Hắn nhún người một cái mang theo Winhell biến mất. Peo thấy bạn mình bị bắt nên quyết định biến thành hiệp sĩ kiến. Cậu cắn đứt khóa xe đạp, đạp xe đạp lần theo mùi hương tìm kiếm Winhell. Cuối cùng Peo phát hiện ra bạn mình trong một khu rừng. Peo giật đứt dây thừng đang trói Winhell. Người bọ chét mai phục ở gần đó đột nhiên xuất hiện tung một đòn, khiến cho Peo bay xa hàng chục mét. Xem ra thực lực của hai bên chênh lệch nhau quá lớn, vậy thì nên dùng trí. Peo dẫn dụ sự chú ý của người bọ chét. Winhell nhân cơ hội rút ống cung cấp máu của hắn. Peo cắn từng miếng sô cô la thật lớn, cả hai bắt đầu một trận chiến đỉnh cao. Người bọ chét bị mất đi năng lượng nên bị Peo một đấm bay ra xa. Khi bị bại trận, hắn vẫn tập tễnh đứng dậy muốn tiếp tục đánh với hiệp sĩ kiến. Hiệp sĩ kiến túm lấy hắn giơ lên trên đầu, dùng năng lực có thể nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của kiến để đánh bại người bọ chét. Kể từ đó, hiệp sĩ kiến và những người bạn của cậu bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Unboy, hiệp sĩ kiến. Câu hỏi của kỳ này, nếu như được sở hữu siêu năng lực của một loài động vật, các bạn muốn sở hữu siêu năng lực của loài nào? Hãy cho bọn mình biết đáp án ở dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!